Sanh cực lạc đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đồng Pháp Vương Vô Thượng Ba Cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy không trời người, Cha lành chung bốn loài quy trọn một niềm, dân sanh nghiệp ba kỳ sinh dương cùng tan thân, kiếm công cùng tận Phật chúng sanh tánh thường rộng lòng, đạo cảm thông không thể nghi bàn là lời để chồng. Tràng mười phương vân bảo hào quang sang ngời, trước bảo tòa thân con anh hiền cúi đầu thề nguyện quy chi tâm đảnh lễ. Nam mô tăng hư không biên pháp giới hóa hiện vị lai thần phương chư Phật, hiện thành tăng thường trú tam bảo. Chí tâm đàn lễ Nam mô Ta Bà Giang.
chi tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 29 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, nhằm ngày 20 tháng 6 năm 2020 tại tỉnh Thất Quan Âm. Theo như thường lệ thì vào ngày 30 tháng đủ, tháng thiếu là ngày 29, và ngày 15 tới ngày rằm bắt đầu vào hạ thì tỉnh Thất Quan Âm có tụng giới cho cư sĩ là 5 giới, giới cho sa di là 10 giới và tỳ kheo tăng 250 giới. Hôm nay chương trình chúng tôi có thay đổi một tí lên để thông báo cho quý thầy, quý chú và quý Phật tử để nắm rõ cái chương trình một tháng mình có 2 ngày tụng giới. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, một tuần chúng tôi có 4 ngày giảng, và thứ ba, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật. Ngày mai chủ nhật vẫn giữ chương trình giảng, đó là 9 giờ sáng. Và mỗi chủ nhật đều có phóng sanh. Chúng tôi phát trực tiếp tại khu chiên tu. Hôm nay có chương trình đột xuất, tức là chúng tôi lên đây để nói đến ngũ giới và nói một số những cái chương trình để đại chúng nắm rõ. Thay vì mình tụng giới tỳ kheo sa di và các vị cư sĩ năm giới, thì những ngày tụng giới đó là có mặt chúng tôi trên này. Khi bệnh hoặc có việc gì không lên được thì sẽ có quý thầy thế chúng tôi giảng về năm giới. Tuy nhiên trong thời gian đầu chúng tôi sẽ cố gắng có mặt, nếu mà rơi vào chủ nhật hoặc là thứ ba hoặc thứ năm, thứ sáu thì vẫn lấy cái ngày tụng giới 14 cố định. Vì cái ngày 15 đó là chùa Hương Nghiêm ở dưới Đại Ninh tụng giới, hôm nay có 10 thầy xuống dưới đó, cho nên chúng tôi mới lui lại lấy ngày 14 hàng tháng, từ giờ trở đi mãi mãi về sau, trong hạ cũng như không trong hạ đều lấy cái ngày này tụng giới cho đại chúng. Quý Phật tử ở bên ngoài thì chúng ta vận tập vào tầm khoảng 8 giờ 15 có mặt hết là được. Khoảng 8:30 chúng tôi có mặt ở đây. Lúc trước tỉnh thất của mình coi như công việc Phật sự xây dựng nhiều quá và cái chương trình này chưa có đưa ra được. Từ khi đi Mỹ về đây đến 3 năm thì hôm nay bắt đầu chúng tôi mới ổn định lại được cái đạo tràng. Vậy cho nên thành ra cái ngày 14 và ngày mùng 1, thế vì mình tụng ngày 29 thì đôi khi ngày âm lịch nó có tháng thiếu, không có 30, thì 29 quý thầy cũng đi xuống Đại Ninh, cho nên thành ra đẩy qua luôn đến cái ngày mùng 1.
Nhưng mà ngày mai, ngày mùng 1 Chủ nhật đáng lẽ mình tụng giới, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi làm đúng cái ngày 29 để thông báo cho mọi người. Thì quý Phật tử có mặt tại đây thì tiện rồi, đi vào trong này để tụng giới và nghe chúng tôi giảng năm giới. Nghe tưởng chừng năm giới đơn giản, có nhiều người chưa thuộc hoặc giả là làm không được. Khó chứ không phải vậy. Rồi còn cái ngày mùng 1 đó là cũng vẫn 8 giờ rưỡi, thì 8 giờ 15 là quý vị có mặt hết trong này. Những người bây giờ đang trên toàn thế giới ngày hôm nay cũng hơi ngỡ ngàng, có người biết, có người chưa biết á. Thì khi xong cái đĩa này rồi, mọi người biết rồi đó, thì chúng ta vẫn ở nhà tụng giới được. Mặc áo tràng trang nghiêm, ngồi trước bàn Phật á, giống như ngồi trong pháp hội như vậy, mình ngồi nghe chúng tôi giảng năm giới. Và cả gia đình của mình ngồi trước bàn Phật trang nghiêm, mặc áo tràng để nghe giảng năm giới và mình tụng năm giới trước Phật. Nghe đại chúng, có quý thầy sẽ tụng năm giới và phát trực tiếp. Sau đó quý Phật tử nghe chúng tôi giảng và nghe tụng năm giới xong rồi chúng ta lui ra, tiếp tục quý thầy sẽ tụng 10 giới cho các vị sa di. Không có phát thanh được, bởi vì một số các Phật tử nếu mà thấy 10 giới sa di và nghe 10 giới sa di và 250 giới tỳ kheo, mình thấy quý thầy quý chú không giữ được, mình sanh ra tâm kiêu ngạo hỷ báng, thì cái tội này lớn. Vậy trong luật không cho người chưa thọ sa di mà được nghe giới sa di. Vậy cho nên thành ra cái đó là cái luật như vậy, cho nên quý Phật tử mình nắm rõ. Vậy cho nên thành ra từ giờ trở đi đó thì quy củ ở tại tỉnh thất không bỏ, đó là 14 hàng tháng, mãi mãi về sau. Dầu bận việc gì chúng tôi cũng phải sắp xếp cái chương trình này. Và 4 ngày Chủ nhật vẫn cộng tu bình thường không thay đổi. Và thứ 3, thứ 5 và thứ 6 Chủ nhật chúng tôi giảng phát trực tiếp. Cái những ngày Chủ nhật mà nó vào những ngày lễ như là Vu Lan, như ngày năm nay mình tổ chức Vu Lan ngày mùng 12 tháng 7 âm lịch, thì chúng tôi thân hành lên đây. Còn cái ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch là Giỗ Sư Cô Liên Phương Thân Mẫu Giác Nhàn, thì vẫn làm đúng ngày, nó vô thứ tư. Còn lại khoảng 1 tháng 2 ngày nữa là Giỗ Sư Cô Liên Phương. Năm nay mình sẽ làm ngày giỗ cho cụ ông Thiện Chánh, đó là ngày 19 tháng 7 vô Chủ nhật. Nên đây là những cái chương trình hôm nay chúng tôi có thay đổi lại cái sự sinh hoạt về tụng giới cho đại chúng. Mong rằng nửa tháng mình nghe lại cái giới, tuy rằng mình thuộc không sát sanh, không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói láo, thứ năm không uống rượu, rồi thuộc như vậy. Thuộc thì có thuộc nhưng mà đôi khi làm không được. Giờ lắng nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Tổ sư Ấn Quang ngài nói người niệm Phật vãng sanh phải đủ 3 yếu tố này. Nếu thiếu một trong 3 yếu tố này thì coi như người này không thành tựu được cái việc vãng sanh. 3 yếu tố đó là gì? Thứ nhất là nghiêm trì tịnh giới. Thứ hai đó là phát Bồ Đề tâm. Thứ ba đó là tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Đây là cái kiền của ba chân. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Đừng nói rằng tôi chỉ niệm A Di Đà Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Di Đà, năm giới không giữ, 10 giới không giữ, thọ tỳ kheo 250 giới không giữ, khỏi phát Bồ Đề tâm gì hết trơn. Chỉ niệm Phật không là đủ, thì người này làm không đúng lời Phật tổ dạy đó. Đúng không? Không làm không đúng. Tổ dạy là phải nghiêm trì tịnh giới, đây là nền tảng. Dầu tu tất cả các pháp môn thiền, mật, giáo, tịnh, bỏ luật
người này coi như xây nhà trên cát, xây nhà trên hư không, như cây mà không có rễ, làm sao mà có thể đâm chồi nảy lộc, đơm bông kết trái, như chim không cánh thì hỏi làm sao bay. Luật là nền tảng căn bản, giới luật còn là thọ mạng còn. Thọ mạng của Phật pháp sở dĩ còn là do giới luật còn. Giới luật ai giữ? Tỳ kheo giữ 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, thức xoa giới, sa di 10 giới, cư sĩ 5 giới. Giữ được cái giềng mối, giữ được giới luật này thì thọ mạng còn, thọ mạng của Phật pháp còn. Nếu mà còn kinh điển nha, còn lục tạng nha, còn luận tạng nha, còn kinh tạng, còn luận tạng, nhưng mà lục tạng phá vỡ không giữ nữa thì coi như Phật pháp đã hủy diệt rồi. Như vậy Tổ Ân Quang nói là ba điều thiết yếu cho người niệm Phật vãng sanh, đó là nghiêm trì tịnh giới, là nền tảng căn bản không thể thiếu. Và người cư sĩ chỉ cần giữ được năm giới không phạm thì người này không mất thân làm người. Đời trước sở dĩ mình giữ được năm giới cho nên đời này mình mới được là thân làm người. Lắng nghe cho kỹ. Nhưng đời này mình giữ không giới, giữ năm giới không được nữa thì chắc chắn là đời sau mình không được thân làm người rồi. Không được thân làm người thì làm thân, thân gì? Thân súc sanh, hoặc thân ngạ quỷ, hoặc thân địa ngục. Chắc chắn là vô ba cái thân này. Như vậy mình nghiêm trì tịnh giới, người cư sĩ là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo. Đây là tánh giới. Thọ không thọ gì, phạm vô bốn giới này đều thành tội. Còn giới uống rượu là tướng giới, nếu thọ thì phạm, mà không thọ không phạm. Nó chỉ bị cái nhân là uống rượu, nó mất cái hạt nhân giống trí tuệ, hạt giống trí tuệ bị mất thôi, chứ phạm người này không phạm. Nhưng mà khi thọ tỳ kheo rồi, có bỏ năm giới này không? Cái giới tướng lội ra, giới uống rượu lội ra. Mà năm bốn giới đầu gọi là ba la di giới nằm trong gì? Bắt đầu chuyển sang là dâm đạo sát vọng. Dâm là dâm dục. Người tu sĩ xuất gia tuyệt đối không có gia đình luôn. Còn người cư sĩ tại gia thì có gia đình, được phép một vợ một chồng. Khi vợ hoặc chồng mình mất rồi thì theo như là nho gia đó nha, nhà nho đó nha, thì phu tử tòng tử, chồng chết theo con, vợ chết cũng theo con chứ không phải theo vợ khác à. Lắng nghe chỗ này. Như vậy khi bước vào giới tỳ kheo rồi, ba la di giới, những giới 13 giới tổn hại tăng tàn thì chúng tôi không có nói ra được, nhưng mà ba la di giới là nằm ở trong năm giới. Dâm bắt đầu chuyển sang là dâm, là dâm dục, đạo là trộm cắp, sát là sát sanh, vọng là vọng ngữ. Như vậy là bắt đầu bước vô tỳ kheo rồi, có bỏ năm giới không? Có bỏ bốn giới căn bản là giới tánh không? Không. Sa di cũng không thể nào bỏ được bốn cái giới tánh này. Như vậy là năm giới này tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà đôi khi bước vào trong tỳ kheo chúng ta, ba la di là giới cực quan trọng luôn. Bước lên bắt đầu tỳ kheo sa di là bốn giới này cực kỳ quan trọng. Cho nên Ấn Tổ ngài nói là cái động lực á, cái động lực mà để cho người phạm năm cái giới này đó là phát xuất từ tham sân si mạng nghi. Đây là tư hoặc ngũ độn sử. Thì năm cái hoặc là phiền não này là động lực, là yếu tố, giống như là xăng để giúp cho xe chạy. Năm cái yếu tố là tham sân si mạng nghi, nó là tư hoặc, là ngũ độn sử.
Mà để khi mà người không còn phạm giới nữa đó, là giới tánh, giới tướng không còn vướng, không bị phạm, thì người này phải đoạn trừ được năm cái độn sử này, là tham sân si mạn nghi. Thì vào cái quả vị gì mới đoạn sạch nó được? Vào quả vị A-la-hán thì nó mới đoạn sạch hết tham sân si mạn nghi. Thì người này bắt đầu không còn phạm giới nữa. Kinh khủng vậy. Như vậy khi mình chưa vô A-la-hán thì mình vẫn còn năm cái độn sử này. Mà năm độn sử này là yếu tố giúp cho người này sát trộm dâm dối. Hàng thượng căn chưa chứng thánh, hàng thượng căn chưa chứng thánh mà không có bậc thiện hữu chi thức kề cạnh, và hàng ngày không đọc sách lời sách của Phật tổ thánh hiền, không dè dặt kinh sợ như đi trên băng mỏng, đi trên vực sâu, thì bậc thượng căn này vẫn còn phạm năm giới giữ không được, ngũ độn sử không thể nào loại trừ nó được. Nghe sâu đúng không? Quá sâu luôn. Có nhiều Phật tử bây giờ hỏi năm giới nhiều lúc đọc lộn lạo không thuộc luôn. Ngay nơi cái yếu tố tham đó là một động lực của ngũ độn sử, nó rất là khôn khéo. Và nó chậm chạp, nó nằm sâu ở trong cái tâm thức của mình á. Nó sai khiến, sử là sai khiến, nó sai khiến con người rất là khéo. Cho nên vì có tham cho nên thành ra họ sát sanh. Rồi họ ăn thịt chúng sanh, họ tạo nhiều cái nghiệp xấu ác là hại người, hại vật. Như vậy cái tham này là một cái yếu tố mà ngũ độn sử nó là sai khiến mình để làm. Khi mình vào quả vị A-la-hán thì nó mới đoạn trừ được, cho nên rất khó. Nhiều người nghĩ ổ sao kỳ, mình cố gắng là mình không cho phạm giới mà sao là cuối cùng nó cứ phạm. Nói láo, mở miệng ra cái nói láo. Tuy rằng thân mình chưa có hành sự về tà dâm, nhưng tâm mình hừng hực trong đó, không có giây phút nào yên ổn. Bởi vì tâm tham ái nó chưa loại trừ ra được, không có pháp đối trị nó. Tham tiền không có dùng cái phương cách là bố thí để loại trừ nó. Tham sắc dục không dùng cái quán bất tịnh để loại trừ nó. Cho nên mình thua nó hoài hoài, không nắm được cái gốc để mình dụng công. Càng sợ càng vướng vô phạm. Sợ là phạm rồi đọa vô tam ác đạo, nhưng không biết cái gốc để đoạn trừ nó. Cái gốc đoạn trừ nó là phải chuyển được cái tham, cái sân, cái si, cái ngã mạn, cái nghi ngờ. Làm sao đoạn trừ được cái gốc này thì trong tâm mình thanh tịnh, thì cái tướng của mình sẽ không phạm. Chứ còn không, nếu mà giữ cái tướng mà trong tâm không có dùng cái pháp dụng công để đoạn trừ nó, là một là quán bát tịnh, hai là niệm Quan Âm, niệm Phật, trì đại bi để dụng công tu hành, thì để bảo vệ cái tướng bên ngoài không phạm, thì trước sau gì nó cũng phạm. Phạm từ trong tâm nó phạm ra. Mới lần đầu suy nghĩ xong bắt đầu nó qua cái lời nói, mà cái lời nói mà để cho dễ phạm thời nay là cái điện thoại. Gặp nhau mới trong một giây phút thôi, xin số điện thoại nhau nam nữ, rồi thầy với lại Phật tử, rồi bắt đầu liên lạc lâu ngày, từ từ thì Ấn Tổ ngài nói, răng nhắc một vị thầy đó luôn á nghe. Thầy nếu không buông vạn duyên mà dụng công qua lại tới lui với Phật tử mà họ không phải là người ngoan đạo, họ phải không phải là một người đã đoạn trừ tham sân si, không muốn liễu sanh thoát tử, thì thầy gần gũi một thời gian qua lại rồi gần mực thầy đen, gần lửa cháy à, cháy tan tành mây khói à. Đơn giản đâu. Cho nên trong hai cái giới là dễ phạm khó giữ. Giới sát là dễ phạm và giới dâm là khó giữ. Dễ phạm khó giữ là hai cái giới này. Cái thời Đức Phật còn tại thế thì các vị họ tu hành, họ chỉ dùng cái giới luật, họ nghiêm trì cái tịnh giới và họ có thể chứng vào sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, chứng đắc A-la-hán rất dễ dàng.
Đó là 1000 năm đầu chánh pháp được thành tựu, người tu giới luật là thành tựu, khỏi còn thêm gì khác. Bắt đầu bước sang 1000 năm thứ hai thì người tu giới phải tu thêm thiền định. Tâm họ khó nhiếp vào trong định cho nên phải tu thêm thiền định. Nhưng bước sang 3000 năm và 10000 năm mạt pháp á, thì Phật Quyền Ký nói rằng là nghiêm trì tịnh giới nhưng phải tu tịnh độ thì sẽ thành tựu. Vì nghiệp lực của mình để trong một đời này, để mình đoạn trừ sạch hết kiến hoặc tư hoặc, để cho mình chứng vào thánh quả, vào trong tự tánh niết bàn, an trụ trong đó, thì con người mình trong đời này không làm được, không làm được. Bữa chúng tôi có nói đoạn này đó, Ấn Tổ Ngài khai thị thời này để mà tu cái pháp mà để chứng thánh quả đó mà không niệm Phật thì cực kỳ khó, khó không thể làm được, giống như lên trời làm không nổi. Nếu mà mình hiểu đó là cái khổ, mình đoạn trừ cái nhân, rồi mình tu cái đạo để mình chứng cái tịch diệt, đó là hạng tu A-la-hán để mà vô thanh văn quả, mình làm không được. Thấy quả khổ không hiểu nguyên nhân của khổ, và đó là kêu ông trời ông giáng, hoặc là mình xui rủi thôi, chứ không biết là cái nhân khổ mình đã tạo, bây giờ mình gặp quả khổ. Không thể nào mà mình chấp nhận được điều này. Dẫu cho chấp nhận đi nữa, mình cũng không thể nào bắt đầu từ bây giờ mình làm cái nhân không khổ. Cái nhân không khổ là nhân gì quý vị? Là cái nhân lợi người lợi vật. Trong trời đất này chỉ có người vật là hai cái đó làm cho tổn thương, là mang tội lớn nhất. Cho nên Ấn Tổ nói cái thiện đó là lợi người lợi vật, cái nhân khổ đó là hại người hại vật. Chỉ nhiều đó, không có hơn nữa. Và cái nhân khổ mà hại người hại vật, cái nguồn gốc của nó là từ tham sân si mạn nghi. Cho nên nếu ai thường niệm Nam Mô Di Đà Phật, nếu ai thường niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát và trì thần chú đại bi, giữ cái công khóa hàng ngày bao nhiêu biến đó, thì người này sẽ làm nhẹ tham sân si mạn nghi, làm nhẹ, làm mỏng đi, làm mỏng đi, và phục được nó, phục được nó. Rồi đến lúc thọ mạng mình hết, phát Bồ Đề tâm, hành phương tiện sự, làm 10 điều thiện, lòng từ không giết, tôn kính sư trưởng, hiếu thuận cha mẹ, rộng hành các phương tiện sự để tích lũy âm đức, đó là tích lũy phước đức, là phát Bồ Đề tâm đó. Và tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì người này làm 3 điều này vững, giữ 5 giới chắc, phát Bồ Đề tâm, rộng hành các phương tiện sự, tích lũy phước đức, đó là tịnh nghiệp tam phước, và tín nguyện đầy đủ, trì danh hiệu Phật, thì người này chắc chắn là vãng sanh. Nhớ kỹ cái điều này. Cho nên hôm nay chúng tôi không nói nhiều được là bởi vì còn tụng giới, 5 giới rồi sa di giới rồi tỳ kheo giới là cả tiếng đồng hồ. Vậy chúng tôi hôm nay thông báo cái chương trình và nói sơ qua cái ngũ giới để cho Phật tử thấy đây là việc quan trọng cần phải giữ như trồng con mắt. Con mắt của mình đang sáng để đi, lỡ mà nó bị cái cây nó đâm vô, như chú Thí ông tưới, ông xịt, ông rửa xe sao biết nó, cái nước nó mạnh, nó quật quật quật, nó đập vô con mắt, khiến sao mà nó không có lòi con mắt ra, chứ trong cái dây nước đó, nó mạnh cực kỳ mạnh. Sáng mới hỏi chú kêu giờ đang nằm ở bệnh viện, nó tím liệm, nó động máu trong con mắt, lỡ mà nó lòi con mắt ra hoặc nó hư con mắt rồi á, thì mình có thấy đường đi nữa không? Giữ giới như trồng con mắt, một hạt sạn rớt vô cũng phải lấy nó ra, mạt vàng là quý rớt vô cũng phải lấy nó ra. Nếu ai đó cho mình hàng tỷ tỷ tỷ, nói mình phải đến để mà hành sự trộm cắp
giết người đó, hoặc bắt mình giết những loài súc vật, cho mình một địa vị, cho mình tiền bạc, cho mình được những cái phương tiện gì đó, không là không, thà chết không làm. Được cái trước mắt là tiền bạc, địa vị, được một cái gì đó quá nhỏ nhoi, giống như là nhận một cái tảng đường mà đổi đi cái giới thể của mình, cái giới tướng của mình, cái giới tánh của mình, bỏ đi mất hết cái bản chất của con người mình, làm sao đổi được? Làm sao đổi được? Giới giữ trong sạch như lưu ly, mà viên lưu ly và viên ngọc này khi mà giữ cho nó bền bỉ, không bị chảy xước, thì dùng nó không hết. Ngay nơi cái tham thôi, không sát sanh thôi, không tham tiền thiên hạ, không hại người hại vật thôi, giữ được cái giới này trong vòng 3 năm thôi, bắt đầu phước báu của quý vị nó tăng trưởng. Người ngu trở thành trí. Giới này à? Người ta nói là gì? No mất ngon. No, ăn no quá rồi, ăn thêm nó không ngon nữa. Tham vọng mất khôn, trí khôn không còn. Lúc nào cũng để vô cái chuyện quơ quét, muốn lấy tiền của thiên hạ và tham ăn tục uống và làm những chuyện sằng bậy, thì cái trí tuệ của mình bị lụng bại hết, thì người ngu trở thành ngu. Còn nếu mà người đó người ta không tham tiền bạc, người ta không có tham, có sẵn có thôi à, rất tự tại. Không ngờ một thời gian tiền người này quá nhiều, lạ kỳ. Cái chuyện này nó lạ kỳ, đáng lẽ phải tham đi bòn mót, đi quơ quét, đúng không? Đi gom góp và đi hại người hại vật để mà mình gom về mới là tiền nhiều, phải không? Cái đó là phàm phu nghĩ, phàm phu làm. Còn thánh hiền làm là sao? Là sao? Đem đi cho người đó. Không có tài, ngoại tài, tiền bạc thì đem nội tài cho người đó. Cứ cho đi, cho đi rồi nó sẽ đến với mình. Càng cho nhiều thì càng đến nhiều. Xả tất cả được tất cả. Tin nổi không? Không tin nổi, không làm được. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà ngũ giới mà người này giữ kỹ, mà giữ khéo, mà không phạm, chúng tôi nói dám chắc quý vị một thời gian, người ngu trở thành trí, người nghèo khổ khốn đốn trở thành người giàu sang quyền quý, người yểu thọ chết sớm, chết trước tuổi thọ thì trở thành thọ mạng kéo dài, ngũ phước lâm môn. Khi người này lâm chung thì không đau bệnh, và chết không bao giờ mà chết trước với tuổi thọ khi người này giữ trọn năm giới. Không phải dễ đâu nghe. Mình thấy vậy là tưởng chừng là dễ phải không? Rớt khoảng 5.000, 10.000, 2-300.000 trả lại người ta là thường. Mình lượm được một vài tỷ, cái chuyện này trả lại hơi khó. Hiện tại kêu là bố thí rất là dễ dàng, nhưng mà khi trúng số một cái vài chục tỷ rồi á ngang, mới thấy cái tâm tham của mình, ai tới thăm mình cũng sợ người ta tới sinh, bây giờ nó mới xuất hiện. Vì thấy cái gốc ngũ độn sử tham nó chưa hết mà. Cho nên tham chưa hết thì phạm giới sát sanh, tham dục phạm giới tà dâm là chuyện này quá dễ luôn. Họ không có gì một cái gì e dè sợ hết trơn. Bây giờ họ đây thấy đây là họ, chứ không phải đây là giặc nữa, thì làm sao họ về giặc được? Họ thấy tham là giặc à, sân là giặc à, si mê không hiểu nhân quả là giặc rồi, thì bắt đầu từ từ họ mới loại trừ giặc chứ. Bây giờ họ vẫn thấy đó là quân của họ, đó là họ, thì hỏi làm sao họ loại trừ được? Mà không loại trừ thì phải phạm giới dài dài. Hôm qua có cái cô vô đây, ngoài Bắc á, vô đây. Cô nói hôm nay con vô đây được một tuần con tu, ông chồng con ổng cho con đi con mừng quá. Bởi vì ổng có vợ bé, ổng có mấy cô gái, ổng thích ổng dắt về nhà, cho nên con xin đi ổng cho. Như lúc trước con chưa có nghe pháp, chưa nghe thầy hiểu á, thầy giảng con hiểu, cho nên con cằn nhằn với ổng á, ổng quýnh con, ổng chửi con, ổng làm con thê lương luôn. Cổ gọi điện vô cách đây một tháng mấy giờ trước, chúng tôi nói ôi cha mình biết tu rồi, ổng có người khác,
thì mình đỡ phải cực nhọc với ổng về cái chuyện ăn nằm. Cậu nghe đến đây cậu hiểu ra, cậu ngộ ra. Mình đây mình giữ mình chưa được nè. Cái thân này nhiều lúc nó bệnh nó đau nè, nó đói nó khát nó chết, mình giữ không được, làm sao giữ được cái thân ổng? Cái tâm mình đây mình giữ cho nó thanh tịnh chân chánh còn chưa được, làm sao mình giữ cho ổng? Ổng thích như vậy thì mình hoan hỷ. Hôm qua con vô con kể con đó, con nói ảnh thôi giờ thích cô đó thôi ly dị. Ông nói không có được ly dị, thêm thôi chứ không có bớt. Thêm thôi không có bớt được. Thêm cô nữa, ba cô nữa được chứ không có bớt được. Thì mình hiểu ra cái nguyên lý là cái tâm tham dục họ còn, khi A-la-hán họ mới có thể đoạn trừ được. Thì mình kêu họ bỏ làm sao họ bỏ, đúng không? Sao họ bỏ được? Rồi mình gì? Mình tùy duyên hoan hỷ vui vẻ, lo hết bổn phận. Con nói từ khi nghe thầy một cái con đối xử tốt là tự nhiên ông thay đổi tốt. Cho nên tổ sư Ấn Quang cật lực đề xướng bảo thân tiết dục. Cái giới tà dâm này nguy hại, cực kỳ nguy hại. Từ cái giới này mà con trẻ 13, 15, 17 tuổi phạm thủ dâm, tà dâm, mất hết cả cái tinh lực. Cho nên con người này tâm lực họ không còn, trở thành một con người hạ ngu bất tiếu, một con người coi như là không còn một cái sức sống và chết. Chết từ những đứa trẻ cha mẹ không nói, và tuổi trẻ hôm nay, nhân loại ngày mai còn đâu nữa. Cho nên cái bộ sách giáo dục gia đình bảo thân tiết dục, nếu ai không chê lời của cổ Phật là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, đem cái sách này vào trong học đường lợi lạc con trẻ. Nếu 1,000, 20,000, 100,000 trường học trên thế giới mà chịu học bộ sách này, chúng tôi cúng dường hết. Tổ Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí nói không sai. Tuổi trẻ hôm nay, thế giới ngày mai. Tuổi trẻ hôm nay, gia đình ngày mai. Tuổi trẻ hôm nay, nhân loại ngày mai. Đang đi vô nguy cập gì? Nguy cập thủ dâm, tà dâm, phá thai. Tuổi trẻ nữ từ 14, 15 tuổi và 18, 19, 20 bắt đầu vô đại học, số lượng phá thai quá nhiều, làm cho cơ thể của họ sinh ra bệnh hoạn. Người phụ nữ đó bị nhiều lúc bị vô sinh luôn, và không còn khả năng để sinh con, và bị những cái nghiệp báo vì tàn hại thai nhi kinh thiên địa, báo thù oán hận khóc quỷ thần. Cha mẹ không nói, học đường không nói, thầy giáo không nói. Mong chờ quý thầy trong này, các bạn trong này về nói con cháu, nói khéo, nói nhiều, không thiếu đâu, không thừa đâu. Vì nó chưa chứng A-la-hán, tham dục chưa hết thì hỏi làm sao nó không phạm. Không có cơ hội thôi, không có cơ hội thôi, chứ có cơ hội thì làm gì mà nó không phạm được. Cha mẹ không nói chuyện này, để chừng nào cái bụng trình hình ra rồi bắt đầu mới nói. Để chừng nào nó bạc nhược cơ thể, nó học không nổi, Rồi nó không trở thành một người nhân tài cho đất nước vì cái chuyện này. Những người kiến đại công lập đại nghiệp, làm những việc lớn trong xã hội, không ai là đời trước đã có gieo cái mầm tài trí hơn người, đời này tài trí hơn người. Mà nếu họ không giữ được cái giới này, ăn nằm quá độ, thủ dâm tà dâm, thì cũng sẽ tàn phế, tài trí đó cũng sẽ tiêu luôn, trở thành một người hạ ngu bất tiếu. Nếu họ giữ được thì đây là cái nguồn cội để cho họ thành tài trí hơn người. Thầy giáo có nói không? Không.
Đây là nhân loại bước vào cái ngưỡng cửa không biết đi về đâu. Mới nhỏ học 11, 12, 13 tuổi, đưa cho nó cái điện thoại cầm. Học là phụ, nói chuyện với bạn gái là chính, lên trên mạng game là chính, coi những phim sằng bậy là chính. Bởi vì cái gốc của nó tham dục còn làm sao nó giữ được. Cho nên mấy thầy hôm nay bản thân tôi và quý thầy không giữ điện thoại, chúng tôi nói đây là cơ may, đây là cơ hội trở thành nhân tài cho đất nước về sau, nhân tài cho Phật Pháp, hiền tài cho Phật Pháp. Từ cái chỗ này phải xử lý trước và phải hết sức cẩn thận. Ví dụ mình xài, đã đến tu rồi hoặc giả là mình nói những người thân của mình nếu cần gì nhắn tin chiều mở ra coi, cần thì gọi lại, không thì thôi. Bớt dần dần cho đến lúc bỏ nó đi thì mới thấy tâm thanh tịnh. Một là không coi phim ảnh đồi trị, không coi thế sự bên ngoài qua tivi, hai không xài điện thoại, thì hai yếu tố này giúp cho tâm người này định rất sâu và an vui trong đó. Coi lại đi. Chúng tôi chiêm nghiệm được điều này rất sâu sắc. Đang nói cái ước vọng của mình chứ không có nói cái giáo dục đang bị trở ngại. Mình chê giáo dục không dám chê. Không có thể nào mình có thể là định hướng cho họ được. Mà mình đang nói trong nhà của mình đây. Đang nói những người có duyên với chúng tôi đang trên toàn thế giới và những người có mặt ở đây. Giúp cho con trẻ bằng cái gì? Bằng hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, bằng cần kiệm ôn cung kính người đi trước. Những điều này phải làm được, cha mẹ phải làm được, rồi tự cái công đức cha mẹ ông bà làm đó bắt đầu mới ảnh hưởng đến con cái. Đừng nói nhiều. Bây giờ mình không giáo hóa nó từ lúc thai giáo cho đến lúc bây giờ nó lớn lên rồi, măng thành tre rồi, cứng cỏi rồi, giờ dùng lời nói không được nữa đâu. Phải dùng gì? Dùng thân để giáo hóa. Mình làm cho bằng được, mình cung kính được một phần, nó sẽ ảnh hưởng mình, nó sẽ cung kính được một phần. Mình cung kính được 10 phần, tội mình tiêu 10 phần, và nó sẽ bắt đầu bắt chước mình cung kính 10 phần. Và chồng mình cũng sẽ cung kính mình. Cô hồi nãy chúng tôi nói, từ khi cô nghe chúng tôi nói bắt đầu cô thay đổi, cô cung kính ông chồng, không đá động gì đến chuyện ông dắt gái rồi về nhà, quần áo cô đó để tùm lum cổ đó, bắt đầu là trở lại một cái tâm trạng bình thường. Ổng bắt đầu thay đổi bình thường với cổ, không gắt gỏng liền. Thấy thân giáo hóa không? Từ nơi ta mà làm, từ nơi thân ta mà làm. Ví dụ như chúng tôi bắt mấy thầy bỏ hết điện thoại, chúng tôi vẫn cầm điện thoại đi nói, lên giảng cũng cầm đi theo, rồi đi đâu cũng cầm nói chuyện. Mình không bỏ được, mình nói mấy thầy được không? Dẫu cho ổng sợ mình, ổng không có dám xài, nhưng mà từ giờ sau cũng lén lén mấy thầy xài, rồi mấy thầy không có phục. Mình nói được, mình làm không được. Sợ dĩ cha mẹ mình, cha mẹ dạy con không được là cha mẹ nói được mà làm không được, dạy nó được mà mình làm không được. Chỗ này mình thất bại. Cho nên chúng tôi thực sự mà nói, bắt đầu trong giai đoạn này chúng tôi để toàn tâm vô trong cái việc giáo dục. Giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức, giáo dục cổ thánh tiên hiền. Đây là cái nhân để cho người ta thành hiền thiện. Đó là cái phước báu bậc trung á, công đức bậc trung. Còn giúp cho những con trẻ bị tàn tật rồi, bị khùng điên rồi, do xài điện thoại, do lên mạng, mình mới giúp cho nó một cái nhà, một cái chỗ ở đầy đủ tiện nghi để cho nó sinh sống. Thì cái đó là giúp cái quả nó đã trổ ra rồi. Thì công đức bậc hạ là giúp cho nó chỉ trong một đời này nó được an ổn một chút thôi. Không nói cái nhân cho nó tránh thì vẫn là công đức bậc hạ. Nhưng công đức bậc hạ cũng là họ không có tiền mình cho tiền, không có nhà mình cho nhà, họ nghèo khổ mình giúp đỡ cho họ ăn uống đầy đủ của cải vật chất, họ ở yên trong đó để họ hết cái khổ mà họ không biết cái nhân của khổ, thì vẫn là công đức bậc hạ. Công đức bậc hạ vẫn phải làm, nhưng mà đây là công đức bậc hạ. Rồi mình giúp cho họ công đức bậc trung, đó là họ biết lời thánh hiền và bỏ ác làm lành, giúp người giúp vật, thương người thương vật,
học những cái gương cổ, những cõi thánh thiên hiền, rồi bắt đầu họ họ tu thêm một cái nhân, đó là cái nhân liễu sanh thất tử, là cái nhân quả giác của Phật A Di Đà, làm cái nhân địa cho mình tu để mình vãng sanh ra khỏi cõi ngũ trường ác thế này, ra khỏi tam giới. Thì đây là công đức bậc thượng. Chỗ này quan trọng. Cho nên hôm nay chúng tôi nói những điều này cho cha mẹ, phụ huynh phải nhìn lại mình và có một hướng đi minh triết cho tương lai. Và các vị thầy hôm nay ngồi đây, mỗi người mình là một người gương mẫu để biểu pháp. Tuy rằng nói không được, không điều kiện để nói, không có khoa ăn nói, nhưng thân mình là biểu pháp. Biết đâu 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, chú Nhật Trụ, thầy Nhuận Minh, thầy Nhuận Ngữ, thầy Nhuận Hậu, rồi mỗi người có mỗi duyên để đi các tỉnh, đi các nơi, lấy những bài học hôm nay, giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang, bảo thân tiết dục, lấy những bộ sách mà chúng tôi đã in, nó gom lại thành một cái cổ báu, một bộ sách quý, một bộ sách là hơn rương vàng, An Sĩ Toàn Thư, Văn Sao Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên, Giáo Dục Gia Đình, Tinh Hoa Lục. Đây là những bộ sách mà tổ rất dày công. Những lúc mình coi mình rơi nước mắt, ứa lệ chịu không nổi. Mắt của ngài đâu rồi, già gần 80 tuổi rồi mà viết từng lá thư cho người ta. Không những viết cho những người đó mà viết cho bản thân mình. Thì mình nghĩ ngài già lớn tuổi, mắt bị coi như là yếu, mà lấy kiến lão lẫn kiến lúc để soi, viết từng chữ trả lời thư. Thì mình thấy vị Bồ Tát này quá là từ bi. Mình xem thường, mình coi giống như đọc truyện tiểu thuyết, thì đây là cái tội mình quá lớn. Không biết tôn sư trọng đạo, kính Phật, kính tổ. Những bộ sách này chúng tôi nói thực sự quý vị là chúng tôi tìm chảy máu mắt, bỏ tiền tỷ ra để in, chuẩn bị in ra cái cuốn sách gọi là Tịnh Độ Vấn Đáp năm 2001. Chúng tôi soạn một số câu hỏi, hôm nay có một số câu hỏi của bên An Sĩ Tổng Thư, trong Văn Sao thầy Tánh soạn ra cái cuốn sách này, chúng tôi in 5.000 cuốn, giỏi sư cô Liên Phương tặng cho quý vị. Hôm nay quý vị có, cứ mang cái chuyện tranh của ông Du Tịnh Ý Công, cô hộp của Phát Tâm 5.000 cuốn là hết 50 mấy triệu, giống ít đâu à. Đem về, cất đây làm tài liệu, gặp một đứa nhỏ, dụ cho nó ít tiền, kêu nó đọc cuốn tranh này đi, nó đọc vô rồi nó mới thấy được cái gì? Quân tử hữu trung, tịnh ý vô nhiễm, tiểu nhân bất trung, chánh nhân quân tử. Nó hiểu được công đức này là công đức bậc trung, hơn nó cho bạc tỷ. Hồi xưa cái thời ngài Thiếu Khang mà ngài còn đi dụ mấy đứa trẻ niệm Phật cho tiền đó, 3 năm sau là coi như là cả làng đã biết niệm Phật, khỏi cần tiền đó. Đó cái hạnh của các vị Phật Bồ Tát tổ, ngài làm đơn giản vậy mà thành công. Vì vậy cho nên cái việc hôm nay là cái việc chúng tôi để toàn tâm cho cái việc giáo dục. Giáo dục không phải một ngày một buổi. Giáo dục ở ngoài đời gọi là giáo dục của học đường, chỉ cần 20 mấy năm, 10 mấy 20 năm thôi là người ta có thể thành tựu được một cái công việc kỹ sư, bác sĩ, kiếm tiền để nuôi sống. Nhưng thực sự chưa phải là cái sự giáo dục của người cổ thánh tiên hiền hồi xưa đâu. Vì họ có tài mà không có đức, họ vẫn là người coi như là ác nhân, ngụy thiện nhân, chứ không phải là lương dân, chứ không phải là thiện nhân. Cho nên họ cứ trục trặc trắc trở hoài, gặp chướng ngại hoài. Mà để trở thành người lương dân, trở thành một người thiện nhân, hiền nhân, thánh nhân, không gặp người hiền, không gặp người thánh, không gặp bạn hiền, không gặp môi trường tốt, quý vị khó làm lắm. Cho nên mẹ của Mạnh Tử dời nhà 3 lần là cái ý này. Ấn Tổ nghe nói là cái ý này. Lần thứ 3 dời đến trường học rồi bà mới yên tâm. Gần chợ cũng không yên, gần nghĩa trang, nghĩa địa cũng không yên. Dời tới chùa bà mới yên tâm, tới chợ bà yên tâm. Mà mình về tới gần chùa là yên tâm nữa rồi phải không? Chùa này là phải có sự giáo dục tu hành. Phải chùa chỉ lo cho quý vị ăn không rồi, không tu hành thì không phải hảo đạo tràng nan ngộ đâu. Thôi hôm nay chúng tôi
nói gần tiếng đồng hồ, mọi người đã đồng chí hướng với chúng tôi thì nên chiêm nghiệm những điều này, tôn trọng những sách của Thánh Hiền, coi giống như là trồng con mắt, quý hơn trồng con mắt, quý hơn sự sống của mình, thì mình mới trở thành Thánh Hiền được. Còn tâm khinh nhờn sách của Thánh Hiền và tâm không quý trọng người hiền, người có đạo đức thì trở thành một người tiểu nhân, hạ ngu bất tiếu, không ai cứu mình được đâu. Thôi, giờ đây thì chúng tôi khi dứt lời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý thầy, quý chú, quý Phật tử hiện diện có mặt cũng như là đang online trực tiếp trên toàn thế giới cố gắng theo cái buổi học. Lúc trước chúng tôi mỗi ngày đều nói thì cái thời gian gấp quá và chúng tôi chỉ nói được 78 buổi thôi. Còn bây giờ lại chia lại cái thời gian 9 giờ sáng đó, 3, 5, 6 chủ nhật, đừng bỏ buổi học, lỡ bận đi kéo lại nghe. Có cô Phật tử bên Hàn Quốc có nói: một tuần này sư phụ không giảng, con nghe đĩa sư phụ con thấy mới tin luôn, càng nghe càng thấy mới, càng thấy sâu sắc. Không phải cũ đâu, Phật pháp là vô lượng nghĩa, không cũ đâu. Mình chưa hiểu hết thì không phải là cũ. Và cái kỳ công của chúng tôi đi tìm tòi thì thực sự là khá kỳ công. Nghe Ấn Tổ nói đến cái ông Phạm Trọng Im, Phạm Trọng Im, Ấn Tổ khen ông này, chúng tôi phải lên tìm cái ông này. Đúng danh bất hư truyền, ông này quá tuyệt. Ngày mai chúng tôi nói cho quý vị nghe ông Phạm Trọng Im này tuyệt, một nhà chính trị có đạo đức và lấy cái tiền lương mình để lo cho muôn dân, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, là ông Phạm Trọng Im. Người ta phải đúc ổng thành một cái tượng để thờ. Ấn Tổ nhắc ông này, chúng tôi phải đi tìm ông này để đem nói cho quý vị nghe, để mình học theo cái mẫu người này. Thì những cái buổi giảng chúng tôi thực sự là đầu tư cái thời gian và cái tư liệu, quý vị đừng chê, cố gắng. Dẫu trong 80 tuổi đi, mới học lời Thánh Hiền vẫn là mộ giáo đó. Hết sức thận trọng, chúng tôi để toàn tâm vô cái việc này. Thôi giờ đây đại chúng vẫn ngồi như vậy để thầy Nhuận Minh tụng cái giới, năm giới xong rồi quý Phật tử sẽ để yên ghế đó và nhanh chân lui ra thôi, khỏi dọn gì hết cả. Rồi bắt đầu thầy mới tụng sa di giới. Sa di giới xong rồi các chú vẫn để nguyên ghế đó, đi ra khỏi dọn nó, nó lỉnh kỉnh lãng cảng mà nó ồn ào. Rồi thầy tánh sẽ tụng giới tỳ kheo. Đến đây chúng tôi xin ngưng. A Di Đà Phật. Nam mô Tất Thiết Lập Đoại Mông Ma Ri Da Bà Lô Yên Đế Tất Phật.
ra tham đà bà nam mô na ra cần trì hê đi ma bằng ta sa mê tham bà tha độ du bằng a thề dừng na ma bà đà ma phật đà đầu đắc địa ta na bà lô e lô ca đế ca ra đế di hê đi ma bồ đề tát đà ma ra ma ra ma e ma e vì đà dừng tu lô tu lô ý mong tu lô tu lô phật sa ya đế ma phật sa ya đế đà ra đà ra địa rì ni tha phật ra ya ya ra ya ra ye 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 tham na tham na ra sam phật ra sa lợi phật sa phật sam phật ra sa ya ô lô ô lô ma ra ô lô ô lô he rì ta ra tam rì tu lô bồ đề ya bồ đề ya di đế rì ya na ra cần trì địa rì sam ni na ba ya ma na ta ba ha tất đà ya ta ba ha ba ha tất đà ya ta ba ha na ra cần trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra lưu hương xả nhiệt pháp giới mong hưng chư Phật hải hội tất diêu văn tùy xứ kiết tường văn thành ý phương âm chư Phật hiện toàn thân nam mô hương văn cái Bồ Tát nam mô hương văn cái Bồ Tát nam mô hương văn cái Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vô thượng thậm thâm tỳ ni pháp bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa nam mô khai lục tạng Bồ Tát nam mô khai lục tạng Bồ Tát nam mô khai lục tạng Bồ Tát Ma Ha Tát chúng ngũ giới chắp tay lắng nghe. Theo lời Phật dạy, các vị nguyện lãnh giữ năm giới. Nay là ngày trưởng tịnh, tôi xin nhắc lại, các vị gắn mà giữ cho thanh tịnh. Một, không được giết hại chúng sanh, trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay cửa động, vi tế côn trùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Hai, không được gian tham trộm cắp, vật lớn quý như vàng bạc châu báu, vật thường nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. Ba, không được tà dâm, chẳng những người cho đến loài vật, vì là cái hạnh nhơ xấu về. Bốn, không được nói dối, chẳng những không được nói dối, lại không được nói lời theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, vậy phải nói lời chân thật. Năm, không được uống rượu, là các thứ rượu làm say người, cho đến một giọt cũng không được thấm vào môi, vì rượu nó làm trở duyên sanh ra các tội lỗi và làm mất giống trí huệ. Nếu có trường hợp khác bệnh nặng hết phương cứu chữa, phải cần đến thuốc rượu thì được tạm dùng đến khi mạnh, nhưng phải bạch cho tăng biết rồi sao mới được dùng. Các chúng ngũ giới, nếu có phạm giới căn bản thì thú tội đứng dậy đi ra, như có lỗi nhỏ thì ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì yên lặng. Chúng ngũ giới lắng nghe, thân người khó được, giới pháp khó gặp, thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành. Vậy các vị đều phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, xin học kinh luật luận kính giữ, đừng có buông lung. Chúng ngũ giới, chúng ta đứng dậy, đảnh lễ Tam Bảo rồi chúng ta lui ra.